cổ mới khá là to cái nhà. Thế hầu như là nhà nào gì anh? Gì phía sau vậy? Anh ơi. Cái quần của người đàn ông kia cả nhà. Ủa? Ở đâu vậy? Nãy đâu có thấy đâu ta. Lúc nãy anh em tụi con đến đây thì đâu có thấy cái quần này đâu. Còn rất là nhiều. Đây là cái gì? Gì à? Ở trên nóc. Gì à? Cái gì vậy? Gì nó kêu keng keng hết đó nha. Con xin chào các cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Gió Đồng TV. Con chào cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm nay anh em tụi con được một sự chỉ dẫn của một chú. Chú ấy bảo rằng là nơi đây lúc trước có một người đàn ông cả nhà sống một mình thôi. Thì cả nhà nhìn nè, đây là căn nhà đó. Câu chuyện này xảy ra cách đây cũng khoảng 2-3 năm rồi cả nhà. Thì chú ấy kể lại với con rằng á, lúc đó ở đây có một người đàn ông, không hiểu vì lý do gì mà người đàn ông đó không có vợ cả nhà. Mà người đàn ông đó rất là nghiện rượu. Giống như là con nghĩ là chắc do là lý do là người đàn ông đó nghiện rượu nên là người đàn ông này mới không có vợ. Thì ông ta sống ở trong căn nhà này có một mình nè cả nhà. Thì khi mà hôm đó đó cả nhà, người đàn ông này không biết là tại vì sao mà đi nhậu tới khuya mới về cả nhà. Nhậu rất, con nghe người ta kể là nhậu rất là say, đến nỗi mà nằm trước cửa nhà không vào được bên trong luôn cả nhà. Thì khi mà người ta đi sáng ta đi rửa làm ruộng cả nhà, con đường này ít người đi ngang qua lắm cả nhà, chỉ có duy nhất một căn nhà của chú này thôi. Thì sáng người dân á, người ta đi ngang qua ta làm ruộng, người ta thấy cái người đàn ông đó nằm ở trên mặt đất mà gọi mãi không dậy, gọi hoài không dậy luôn cả nhà. Gọi hoài không dậy nên là người ta mới báo công an. Khi mà báo công an rồi á, người ta lại khám nghiệm tử thi á cả nhà, thì người đàn ông này đã chết vì do bị phong hàn. Thì phong hàn là trúng gió cả nhà. Và một cái vụ án nó xảy ra rồi á, thì sau khoảng một thời gian cả nhà, những người mà người ta đi làm ruộng á, người ta đi ngang đây thì thường thấy người đàn ông đó ở trong nhà và đứng ngay cửa sổ nhìn họ. Nhưng mà lúc đó người ta chỉ thấy, nói là chỉ thấy một bóng đen thôi, đứng ngay cửa sổ thôi. Đến lúc mà người ta đi vào bên trong xem thử thì không thấy một ai cả. Và căn nhà này cái nhà đã bị khóa cửa lại rồi. Nhưng mà tụi con có vô tình thấy ở phía bên hông á, cái chú mà chỉ tụi con đến á, chú kia ấy kêu rằng á, ở phía bên hông có một cái vách có thể đi vào được. Mà con không biết tại sao cái vách này nó lại bị khoét nữa. Thì cả nhà ơi, bây giờ con sẽ mời cả nhà cùng anh em tụi con đi vào bên trong để khám phá thử nha cả nhà. Đây cả nhà, trước căn nhà cả nhà có một cây mít. Ở đây có một cái bàn thờ ông Dương đã bị hư hại luôn rồi cả nhà ơi, chỉ còn ở đây là một cái ly hương thôi. Chắc đã lâu rồi. Rất là lâu rồi. Thì con nghe cái chú ấy bảo rằng á, người đàn ông này nằm ở trên cái chỗ này nè cả nhà, không biết ở đâu nữa. Bàn cũ lắm rồi, nó mục nát hết rồi. Cái nhà nhìn nè, cái dây xích này nó đã rất là xét rồi, cách đây lâu lắm rồi cả nhà. Không biết phải là lúc chú đó đi nhậu về
Lúc đi thì khóa cửa, lúc về nằm ở bên ngoài chết luôn cả nhà, rồi chưa kịp mở cửa ra nữa. Gió gió đập cái tấm thiết cả nhà. Mà anh có để ý nè, lúc mà anh không quay, anh quay vào đây thì nó kêu lên dữ dội, nhưng mà anh quay vào nó thì nó lại im. Cái áo đó hình như là cái áo của người đàn ông đó. Ủa? Cái giọng. Cái giọng nhìn ra cái áo kia. Cái giọng. Cái là cái cần à. Cần cần đó là cần móc lúa. Thì người đàn ông này là lúc đó là người đàn ông ở đây và làm nông cả nhà. Thì bây giờ anh em tụi con sẽ đi vào bên trong. Cái hôm nay như là một cái chỗ nuôi gà hay gì á cả nhà, nhưng mà bị sập rồi. Đây là một cái vách đó nè. Con không biết là có ai khoét không mà. Biết có ai khoét vô ở giữa ruộng không? Đi con sẽ chung vào thử đây. Cửa trước cửa sau bị khóa hoàn toàn luôn đó nha. Khóa là hết. Khóa là hết. Chỉ có cái vách này là vô được thôi. Vách này không biết ai khoét nữa. Này cả nhà nhìn nè. Đây là những cái quần áo của người đàn ông đó khi mà còn sống. Và đến lúc đến tặng bây giờ luôn cả nhà. Chết rồi. Ai dám đụng vào cả. Không ai dám đụng hết cả nhà. Tại vì con nghe người ta nói thường thường ban đêm á, những người mà người ta đi làm ruộng về cái nhà, ta đi ngang căn nhà này á, người ta thường hay nghe ở trong căn nhà này có cái tiếng lục lội, giống kiểu là đang người, cái người đàn ông đó đang tìm kiếm gì để mà ăn đó cả nhà. Cả nhà nhìn nè, những chai rượu này vẫn còn cả nhà. Lúc sống ông này rất là nghiện rượu, rất là, con nghe chú ấy nói là nghiện rượu à, đứng đầu sớm luôn cả nhà. Đây là mấy cái đồ cả nhà, áo quần còn đầy đủ, không một ai dám đụng tới. Lúc chôn rồi cũng dám đem chôn theo không? Đây có một cái nón lá. Cái nón lá của người đàn ông. Đàn ông hay em? Tôi nghĩ là chắc của người đàn ông đó. Đây cái khăn. Nhìn. Yeah. Đèn dầu. Cái đồng hồ này. Cái đồng hồ đó nè. Cái chết rồi phải không? Chết rồi. Mất pin luôn rồi. Này theo đạo Hòa Hảo. Hòa Hảo. Cái nhà, cái bình thủy. Trong đây vẫn còn nước rồi cả nhà. Còn nữa em. Còn nước. Cần cái nhà này bỏ cách đây 2 năm. Lâu lắm rồi cả nhà. 3 năm rồi. 3 năm vậy là 2019 rồi em. Ở coi
khi mà tụi con vào trong đây á, ở ngoài gió nó nổi lên rất là to đấy. Thì theo người dân người ta kể á, là người ta đi ngang đây á, những người làm ruộng người ta đi ngang đây, ta thấy người đàn ông này đứng ở trên nơi này nè cả nhà, và nhìn ra phía của họ. Đó, anh nghe không ạ? Cái tiếng thấy đập ở phía trước. Nó có ồn mộ ở mối. Cái quạt. Quạt nữa cả nhà. Đây là cái quạt nhỏ. Xài bình. Cũ nát. Có mộ mối to kìa. Đâu? Quay cho anh xem. Mộ mối khá là to cả nhà. Thì hầu như là nhà nào anh gì anh? Gì phía sau vậy? Tiếng nó phát ra ở đâu đây nè? Đây nha. Anh em tụi con đang ở đó thì ở đây nó phát ra những cái tiếng. Nghe tiếng lãng cảng giống chai rượu. Giống mấy chai rượu. Nghe tiếng giống mấy chai rượu cái nha. Anh nghe lần chưa? Về cả nhà. Anh ơi. Cái quần của người đàn ông kia cả nhà. Ủa? Ở đâu vậy? Nãy đâu có thấy đâu ta. Lúc nãy anh em tụi con đến đây thì đâu có thấy cái quần này đâu. Hình như nó nằm trên giá chơi đồ á. Nãy anh em con vô thì không thấy cả nhà. Không hề thấy cả nhà. Rất là lạ. Biết trong đó là mấy cái. Ôi cái chìa khóa. Chìa khóa gì anh? Đây nè. Giống chìa khóa xe quá vậy. Đâu? Đây nè. Như là chìa khóa xe á. Vậy chiếc xe đâu rồi? Chết rồi, bỏ lại luôn. Trong nhà này, thì người đàn ông nó còn lúc còn sống là làm ruộng đó nha. Nhà thấy nè, những cái còn rất là nhiều. Đây là cái gì? Gì à? Ở trên nóc. Cả nhà, gió ngừng lại rồi. Đứng gió rồi cả đứng nhà. Gió rồi cả nhà. Cái quần này vẫn còn ở đây cả nhà. Hình như lúc nãy anh em tụi con thấy không làm mấy cái gì. Đúng rồi. Anh nãy cũng đâu thấy cái gì treo. Cái cửa sổ gần lúc nãy anh em tụi con đến là ngay cửa sổ là không có cái gì trên đó hết trơn nè. Trong đó vẫn còn áo rồi, còn treo toàn là quần áo không ở trong buồng này. Để anh coi thử trong này còn cái gì không. Gì vậy? Cái gì vậy? Gì nó kêu keng keng hết đó nha. Trên nóc cái nhà phát ra mấy cái tiếng. Đây là bóng đèn. Cái nhà này chắc anh em con sẽ rút quá cả nhà. Ban ngày thì anh em con cũng không thấy người đàn ông không đó. Không thấy người đàn ông đó cả nhà. Con không biết là về đêm là ở đây có những hiện tượng như thế nào hay không. Đúng rồi. Bây giờ anh em tụi con sẽ đi ra ngoài cả nhà. Thì con cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Chúc cả nhà có một buổi trưa vui vẻ. Vui vẻ. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo.